những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được TTV11 1 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý khán giả cùng lắng nghe Như Thảo Ngự Bình xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin 21 giờ của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh bản tin với những thông tin trong tỉnh trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết để các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 35 năm ngày biên phòng toàn dân được triển khai rộng khắp và đạt kết quả thiết thực, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động với những nội dung cụ thể như sau. Với chủ đề thi đua, đoàn kết mẫu mực chủ động sáng tạo quyết thắng, thi đua tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động và nhân dân về lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc lịch sử đấu tranh cách mạng những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với phong trào thi đua trọng tâm trên địa bàn tỉnh và các phong trào thi đua chuyên đề khác do ủy ban nhân dân tỉnh phát động phát động tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận của toàn xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh tổ chức các hoạt động tôn vinh giao lưu với nhân chứng lịch sử, giới thiệu truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ để tuyên truyền về các gương điển hình là anh hùng lực lượng chủ trang nhân dân, người tù kháng chiến, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, tổ chức tốt các hoạt động tôn vinh các anh hùng thương binh, gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công cho cách mạng, đẩy mạnh hoạt động tìm về địa chỉ đỏ với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thi đua từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa quyết định tặng giải thưởng lý tư trọng năm 2024 cho 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trong đó Tây ninh có một cá nhân được tặng giải thưởng. Đây là những cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu các sáng kiến và ý tưởng sáng tạo đã được áp dụng trong thực tiễn, mang lại giá trị cho cá nhân, cơ quan đơn vị. Các bộ đoàn của tỉnh Tây Ninh được vinh dự nhận giải thưởng lý tự thư trọng năm nay, đó là anh Lê Trọng Nghĩa, 29 tuổi, ủy viên ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Bí thư chi đoàn cơ sở Tân Biên, Cà Tom Thom. Với những thành tích nổi bật trong hoạt động chuyên môn và công tác đoàn, anh Lê Trọng Nghĩa đã được ban chấp hành Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen vì đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ bảy năm 2023. Là thanh niên tiên tiến làm theo lời bác cụm Đông Nam Bộ lần thứ 16 năm 2023. Đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ bảy năm 2023. Đạt danh hiệu người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 14 năm 2023. Chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao tặng giải thưởng Lý tư Trọng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 năm 2024 tại Hà Tĩnh. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2024 tại thị trấn Còi Châu, Công an huyện Còi Châu bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Thanh Tới, 17 tuổi, ngụ áp trăm chàng 1 xã Thanh Phước, huyện Còi Châu để điều tra và hành chi cướp tài sản. Trước đó, Công an huyện Còi Châu tiếp nhận chủ trị trình báo khoảng 1 giờ 35 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 2024 tại trạm xăng số 18 thuộc áp trăm chàng 3 xã Thanh Phước. Anh T là nhân viên bán xăng, thấy có một nam thanh niên đeo khẩu trang, che kính đầu, điều khiển xe mô tô Honda hiệu Vision đã che biển số, đến trạm xăng, dùng dao đe dọa anh T rồi mở hộp tủ, cướp tiền, tàu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện xác minh sàng lọc truy xét đối tượng. Qua hai ngày tập trung lực lượng truy xét, lực lượng công an huyện xác định đối tượng là Hồ Thành Tới, đã tiến hành bắt khẩn cấp qua khám xét công an thu giữ trên 12 triệu đồng, tiền cho cướp được chưa tiêu xài, một xe mô tô và một con dao gây án. Tại cơ quan công an tới khai nhận, do đam mê chơi game trên mạng bị thua số tiền lớn không thể trả được. Tới nảy sinh ý định cướp tiền để trả nợ. Biết trạm xăng ban đêm chỉ có một người bán nên tới đã đi cướp tiền để mang đi trả nợ. Hiện chủ trì công an huyện Cô Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Giá nhà trung bình ở Việt Nam hiện gấp 23,7 lần thu nhập trung bình hàng năm hộ gia đình, nhích nhẹ từ mức 23,5 hồi 2023. Đây là tỷ số giá nhà trên thu nhập mới cập nhật năm 2024 của nền tảng dữ liệu về chi phí sống Numbeo, giai đoạn 2019-2024. Các quốc gia châu Á lân cận như Philippines, Indonesia đều có tỷ số giá nhà trên thu nhập tăng nhanh hơn Việt Nam, lần lượt 23,69% và 36,83%. Ngược lại, một số nơi đang có tốc độ tăng thấp hơn Việt Nam như Thái Lan 20,76% hay Hàn Quốc 13,21%. Thậm chí, một số thị trường lớn hoặc có giá nhà đắt đỏ hàng đầu thế giới, trên lệch giữa giá nhà và thu nhập thậm chí còn thu hẹp. Hiện đang là mùa khô 2024, tình trạng xâm nhập mặn đã lấn sâu ở nhiều địa phương cả nước. Tại Thanh Hóa, mực nước tại nhiều hồ đập sông suối đã xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Một số trạm bơm xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới, chống hạn hán, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi, chủ động các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô. Tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, dù lúa chim xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết rét, không có mưa, thiếu nước nên đã xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn khiến 100 hecta cây lúa nằm phía cuối khu vực xã bị ảnh hưởng. Đến nay, nguồn nước đã được cung cấp đầy đủ, tuy nhiên do nhiễm mặn nên năng suất cây lúa giảm so với trước. Ông Đinh Chăn viết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa cho biết. Do cái chất đất từ trước đây nó đã bị nhiễm mặn, cho nên hàng năm cũng đều đã thau rửa nhưng mà nếu mà khi mà nó nguồn nước nó không đủ thì nó cái chua phèn ở dưới nó bốc lên nó lại sẽ ảnh hưởng đến cây lúa nếu mà chăm sóc nó phục hồi lại thì sau này nó vẫn phát triển được nhưng mà có thể nó năng suất nó sẽ giảm để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn trên lưu vực sông Càn huyện Nga Sơn đã tiến hành đắp đập tạm để mùa mưa ngăn lại mùa cạn lại dở ra chủ động đóng âu báo dân để ngăn mặn và chữ ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm. Ông Phạm Giang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh Hóa thông tin. Huyện hàng năm là tổ chức cái việc là đắp cái đập tạm để ngăn mặn và giữ ngọt, lấy nước từ sông Đáy Ninh Bình để dồn nước về để phục vụ sản xuất kiên cố hóa rồi là bê tông hóa các cái hệ thống đê điều trên địa bàn huyện không chỉ huyện Nga Sơn theo quan trắc đo đạc trên sông Làng, thì từ cửa biển vào khoảng 19 km đối với đỉnh triều độ mặn là 1,5 phần ngàn và trên sông Mã độ mặn là 1,49 phần ngàn dược rất xa độ mặn trong sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh tiến độ các dự án hệ thống thủy lợi trên sông Làng, sông Càng để tăng cường kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái, Tuy nhiên, việc thi công các dự án đập ngăn mặn này đều rất chậm, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà LHT, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội vì hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Bà T là người điều khiển ô tô xảy ra va chạm giao thông với xe máy trên đường Trần Cung vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở với nữ tài xế ô tô, bà T có nồng độ cồn là 0,573mg trên một lít khí thở. Người điều khiển xe máy không có nồng độ cồn. Không những thế, bà T mạo nhận là cháu lãnh đạo Bộ Công an. Với lỗi vi phạm trên, bà T phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền, với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng bằng lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng. Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo XAI cho ông sở hữu sẽ công bố mã nguồn mở cho chatbot Rod, đây được coi là đối thủ của ChatGPT của OpenAI. Tháng 11 năm ngoái, công ty khởi nghiệp AI của tỷ phú Musk đã tung ra phiên bản beta cho chatbot AI mang tên Rod, song chỉ cho phép một nhóm nhỏ người dùng trải nghiệm. Sau đó một tháng, XAI chính thức phát hành chatbot Rod, đối thủ của ChatGPT dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ Premium trên nền tảng X. Tỷ phú Elon Musk cho biết, chatbot Ross có thể đưa ra những câu trả lời mang tính hài hước và việc chatbot này được tích hợp sẵn trên X là một lợi thế lớn so với các mô hình chatbot AI khác. Ngoài phản hồi văn bản, chatbot Ross có thể nhận dạng hình ảnh và giọng nói cũng như tạo ảnh. Điều khác biệt của Ross là ngữ cảnh của câu trả lời chủ yếu dựa vào nội dung thu thập trên X và đây là một lợi thế lớn so với các mô hình chatbot AI khác. Ngày 11 tháng 3, Tây Ban Nha và Liên minh Châu Âu (EU) đã tưởng niệm 192 nạn nhân vụ đánh bom tàu hỏa ở thủ đô Madrid ngày 11 tháng 3 năm 2004, sự khởi đầu của các cuộc tấn công khủng bố hồi giáo hàng loạt ở Châu Âu. Lễ tưởng niệm 192 nạn nhân của 17 quốc gia do Ủy ban Châu Âu (EC) tổ chức dưới sự chủ trì của Vua Philip đệ lục và Hoàng hậu Letizia. Buổi lễ đã diễn ra vào lúc 12 giờ 15 giờ địa phương, tức 18 giờ 15 phút chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, gần cung điện ở Madrid. Thị trưởng thành phố Madrid mô tả mốc thời gian đó là ngày của sự tàn ác, gây ra nỗi đau sâu sắc nhưng không thể khiến người dân và chính quyền Madrid khuất phục. Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha chia sẻ niềm tự hào của cả đất nước đã vượt lên khó khăn sau vụ khủng bố kinh hoàng. Cách đây đúng 20 năm, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 3 năm 2004, vào giờ cao điểm, 10 quả bom đã phát nổ trong khoảng vài phút trên bốn chuyến tàu ở nhà ga Atocha tại trung tâm Paris. thủ đô Tây Ban Nha ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vụ khủng bố xảy ra khi tình hình chính trị trong nước căng thẳng, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Kể từ đó, ngày 11 tháng 3 hàng năm cũng đã trở thành ngày tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu. Ngày 11 tháng 3, đảng xã hội thống nhất Venezuela đã bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Nicolas Maduro làm ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 7 tới. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 3, phó chủ tịch thứ nhất của đảng xã hội thống nhất Venezuela, ông Diosdado Capello cho biết hơn 4 triệu đảng viên của đảng này đã đi bỏ phiếu với sự nhất trí cao đề cử tổng thống Maduro đại diện cho đảng tham gia tranh cử tổng thống sắp tới hiện đương kim tổng thống Maduro, 61 tuổi, chưa lên tiếng chính thức về thông tin trên. Nếu đồng ý tranh cử và giành chiến thắng, ông Maduro sẽ có nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba liên tiếp ở quốc gia Nam Mỹ này. Theo lịch đã ấn định, các đảng phái ở Venezuela và giới thiệu ứng cử viên của mình trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 25 tháng 3. Lễ trao giải Oscar 2024 được phát trực tiếp qua truyền hình trong ngày 11 tháng 3 đã thu hút lượng người xem kỷ lục, tăng cao nhất trong 4 năm qua. Theo đài truyền hình ABC, số lượng khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá này đã tăng năm thứ ba liên tiếp với 19,5 triệu lượt khán giả tăng 4% so với năm ngoái và tăng gần gấp đôi so với năm 2021 là thời điểm giữa đại dịch Covid-19. Trong khi đó, trên mạng xã hội, lễ trao giải Oscar cũng đã trở thành chương trình số 1 với 28,5 triệu lượt tương tác, cao hơn 4% so với năm ngoái. Đài ABC cho biết, trong thời gian phát sóng, hashtag Oscar đã dẫn đầu xu hướng tại Mỹ và thế giới trên mạng xã hội X. Việc lượng khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar tăng lên là một cú hích đáng mừng đối với các chương trình truyền hình trực tiếp, vốn đã giảm trong những năm gần đây do khán giả chuyển sang hình thức xem trực tuyến hay qua mạng xã hội. Bản tin 21 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đến đây xin được khép lại. Chương trình cho biên tập viên Minh Thư, Phát Thanh viên Như Thảo, Ngữ Bình, Kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Hẹn gặp lại quý tín giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.